Miss Earth 2022 bị chê ao làng, một hoa hậu bỏ chạy đến Miss Universe, Thạch Thu Thảo có bỏ cuộc. Miss Earth hiện đang bị chỉ trích nặng nề khi mang danh cuộc thi quốc tế nhưng tổ chức thua một giải ao làng. Mặc dù cuộc thi Miss Earth chưa kết thúc nhưng một hoa hậu đã vội vã gửi ảnh profile đến cuộc thi Miss Universe lần thứ 71. Vừa qua, trang chủ của cuộc thi Miss Universe đã đăng tải loạt ảnh profile của các thí sinh đăng ký mùa giải lần thứ 71. Trong số các thí sinh đã gửi ảnh profile, fan sắc đẹp bỗng bắt gặp một gương mặt thân quen, đó là Carolina Michalkiskova, người đang hiện thi đấu tại cuộc thi Miss Earth 2022. Hiện tại, cuộc thi Miss Earth Hoa hậu trái đất đang diễn ra tại Philippines và mới trải qua 1/3 hành trình. Các thí sinh vẫn chưa hoàn thành hết các phần thi phụ, nhưng Carolina đã có một động thái khó hiểu khi gửi ảnh profile đến một thi quốc tế khác. Không chỉ có vậy, cô cũng mạnh dạn chia sẻ lại hình ảnh trên story trang cá nhân khi vẫn đang thi Miss Earth. Được biết, Carolina đăng qua cuộc thi Miss Universe Slova Republic nên cô hoàn toàn có quyền đại diện đất nước dự thi đấu trường nhan sắc Miss Universe. Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp đã chọn đi thi Miss Earth để lấy kinh nghiệm. Trước tình hình này, fan sắc đẹp đã đưa ra hai cái kết cho người đẹp Cộng hòa Slova, đó là cô có thể sẽ lọt vào top 3 trở thành á hậu của Miss Earth và mất quyền thi đấu tại Miss Universe. Tình huống còn lại là Carolina sẽ bị loại từ sớm và không được tiếp tục thi đấu. Cuộc thi Miss Earth 2022 Hoa hậu trái đất 2022 đang diễn ra tại Philippines và nhận về nhiều chú ý từ đông đảo cộng đồng fan sắc đẹp vì để dàn thí sinh phải trình diễn và ăn ở tại những không gian vô cùng thiếu chuyên nghiệp tạm bợ. Khâu chuẩn bị của cuộc thi cũng vô cùng tồi tệ, sân khấu thiếu đèn, ọp ẹp được nhận xét là thua cả sân khấu của một giải ao làng, khiến các thí sinh bước ra trình diễn như trong đang hù ma khán giả vì màn đánh đèn quá thiếu chuyên nghiệp. Nhiều mỹ nhân còn phải chịu cảnh ướt như chuột lột để hoàn thành phần thi của mình trên sân khấu. Fan sắc đẹp đã chế giễu và chỉ trích Miss Earth làm việc tắc trách và không chỉnh chu về mặt hình ảnh. Một thí sinh của đấu trường này, Miss Earth Belarus sau đó đã lên tiếng bênh vực cuộc thi. Theo đó, người đẹp chia sẻ, đầu tiên không ai có thể điều khiển được thời tiết. Thứ hai, chúng tôi ở đây để bảo vệ môi trường chứ không vì những sân khấu hoành tráng. Chúng tôi không cần những đôi giày cao gót để trông cao và sang trọng. Ngay cả khi để chân trần thì chúng tôi vẫn có thể bùng nổ và bạn nên ủng hộ năng lượng này. Từ năm 2012 đến hiện tại, Hoa hậu trái đất vẫn chưa thể lấy lại vị thế trên đường đua nhan sắc như quá khứ, với hàng loạt scandal như mua giải, thí sinh bị quấy rối, chất lượng tổ chức suy giảm trầm trọng, khiến cộng đồng fan sắc đẹp không còn mặn mà để theo dõi. Có thể thấy rõ nhất trong năm 2022, cuộc thi lâu năm như Miss Earth đang bị đàn em migraine vượt mặt hẳn về truyền thông nhờ độ chịu chi cho sân khấu, trang phục, các hoạt động nhỏ lẻ cho dàn thí sinh. Nếu Miss Earth vẫn duy trì sự hời hợt về mặt hình ảnh, rất có khả năng cuộc thi này sẽ bị gạch tên khỏi thương hiệu tứ đại hoa hậu trong tương lai. Dù chất lượng cuộc thi hiện không được đánh giá cao nhưng đại diện Việt Nam tại Miss Earth năm nay, á hậu Thạch Thu Thảo đang có những phần thể hiện trọn vẹn và khiến người hâm mộ nước nhà hài lòng. Theo đó, người đẹp sinh năm 2001 cũng vừa trải qua đêm thi bán kết của Miss Earth 2022 và để lại nhiều ấn tượng tích cực trong mắt giới mộ điệu nhan sắc quốc tế. Vừa qua, Thạch Thu Thảo đã chính thức bước vào đêm thi bán kết của Miss Earth 2022 với nhiều phần thi hấp dẫn như hô tên, trang phục văn hóa dân tộc, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội. Cụ thể, ở phần thi hô tên, nàng hậu gốc Khmer xuất hiện trong bộ cánh ôm vóc dáng quyến rũ, đeo tay thỏ và dõng dạc giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Tiếp đến, cô tiếp tục thay một thiết kế truyền thống tông vàng chủ đạo với họa tiết dạng thổ cẩm bắt mắt. Đặc biệt, dù phải trình diễn với chân trần và ánh sáng cũng như sân khấu không tốt, song Thạch Thu Thảo vẫn tự tin thể hiện đúng tinh thần của bộ trang phục. Ở những phần thi khác, vì đã tập luyện cực lực khi còn ở trong nước, mỹ nhân sinh năm 2001 đã có dịp boom skill và khiến các khán giả phải trầm trồ. Sau khi trải qua vòng thi bán kết, Thạch Thu Thảo sẽ bước vào đêm chung kết của Miss Earth 2022 vào ngày 29 tháng 11 sắp tới. Với phong độ thể hiện ổn định trong suốt những ngày thi vừa qua, các fan sắc đẹp hy vọng nàng hậu sinh năm 2001 sẽ tiếp tục bứt phá hơn nữa để có cơ hội chạm tay đến chiếc vương miện của Miss Earth năm nay.